Hello, xin chào các bạn. Trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về một cái nội dung khá là quan trọng của phần động học. Đó là reaction mechanism, cơ chế phản ứng. Và chúng ta tập trung vào nghiên cứu phần consecutive elementary reactions, có nghĩa là phản ứng nối tiếp, nhưng mà đây là những phản ứng cơ bản nối tiếp nhau. Elementary có nghĩa là phản ứng cơ bản hay là phản ứng sơ cấp. Cái phần này chúng ta dựa vào sách Akin Physical Chemistry, tái bản lần thứ 11. Okay. Thế thì thế nào là một cái phản nối tiếp? Phản nối tiếp nhau đó chính là, giả dụ ở đây là cái phản ứng chúng ta từ A thành B. A là chất tham gia, reactant, B là sản phẩm, product. Nhưng mà để tạo thành B thì nó đi qua một cái chất trung gian gọi là Y, intermediate. Okay. Intermediate chính là chất trung gian Y. Okay. Thì một cái phản ứng như vậy thì được gọi là phản ứng nối tiếp, có nghĩa là có sự tạo thành chất trung gian ở một cái giai đoạn này và nó bị tiêu thụ ở giai đoạn kia. Okay. Thì đó là phản ứng nối tiếp. Thế thì mục đích của bài học ngày hôm nay là chúng ta đi nghiên cứu động học của cái phản ứng này và xác định được nồng độ của các cái chất có mặt trong hệ tại cái điểm T nào đấy, thì biết cái nồng độ ban đầu của A. Okay. Thì để làm điều đó thì trước tiên các bạn cần phải viết được các cái phương trình động học dạng vi phân trước. Trước tiên là cái tốc độ tạo thành, tốc độ tiêu thụ của A, bởi vì ở đây A là chất tham gia. Tốc độ tiêu thụ của A thì ta thường viết là trừ dA trên dt đây, bằng trừ cả A nồng độ của A. Okay. Hoặc ở đây là người ta viết là dA trên dt bằng trừ cả A nồng độ của A. Ở đây là tốc độ tiêu thụ của A. Rồi bây giờ đối với Y, Y thì nó tạo thành ở giai đoạn đầu. D trên dt là tốc độ tạo thành của Y. Thì ta xem thử nó tạo thành ở đâu. Tạo thành ở giai đoạn đầu đây. Như vậy tạo thành đó chính là KA nồng độ của A. Nhưng nó bị tiêu thụ ở giai đoạn sau. Tiêu thụ nghĩa là chúng ta viết dấu trừ, dấu trừ thì đây chính là trừ KB nhân cho nồng độ của Y. Như vậy là chúng ta đã có cái phương trình động học dạng vi phân của Y. Và cuối cùng là B. B thì nó chỉ được tạo thành ở cái dạng sau thôi. Như vậy lúc này là DB trên DT, tức là tốc độ tạo thành của B thì nó sẽ bằng KB nhân cho nồng độ của Y. Okay. Lưu ý là các phản ứng này đều là phản đơn giản, cho nên là chúng ta có được biểu thức như vậy. Như cái tiêu đề chúng ta nói rồi, đây chính là consecutive elementary reactions. Okay. Một cái ví dụ về phản nối tiếp như là cái phản ứng của hạt nhân này, phản ứng hạt nhân đây, uranium 239, trước khi chuyển thành plutonium thì nó chuyển thành neptunium. Như vậy NB trong hợp này chính là một cái intermediate. Okay. Uranium 239 này là một cái chất ban đầu, chất A, sản phẩm, reactant. Và Bu239 này đó chính là một cái product. Rồi, thế thì bây giờ từ ba cái phương trình dạng vi phân này, chúng ta mục đích là đi xác định nồng độ của các chất A, I, B tại một thời điểm T nào đó, khi biết nồng độ đầu và các hệ số K, A, K, B. Thì từ phương trình này, phương trình vi phân này, dA trên dT bằng trừ AT, thì các em cũng dễ dàng biến đổi từ dA trên A bằng trừ cả AT. Tích phân hai vế là được A bằng A0 nhân E mũ trừ KT trừ E trừ KAT. Thì cái phương trình này chúng ta quen thuộc ở trong phản đồng học bậc 1 rồi. Okay. Bây giờ đối với Y, okay. Thì như thế nào? Y thì cái phương trình đó là D trên DT bằng KAA trừ KBY. Thì giờ với A đó thì ta lấy cái từ cái kết quả này, A bằng A0 nhân E mũ trừ KAT, thay vào đây. Okay. Thay vào phương trình này thì ta sẽ được D trên DT chuyển vế là KBY bằng KA nhân A, lúc này là KA nhân cho nồng độ A0 mũ EA trừ KAT. Okay. Thì đây là một cái phương trình vi phân các em, phương trình vi phân. Thì để giải nó thì khi các em học toán cao cấp thì các em mới giải được. Ở đây người ta cung cấp cho chúng ta kết quả luôn. Y chính là bằng KA trên KB trừ KA. Okay.
nhân cho E mũ trừ KAT rồi trừ E mũ trừ KBT nhân độ A0. À, cách nhớ thì như thế nào đây? Y thì được tạo thành từ A này, okay. Tạo thành từ A, tạo thành là từ cái A là cái AA đây. Thì nếu các bạn để ý là A0 này nhân cho trừ KAT thì coi như là cái tạo thành của tạo thành từ A, okay. Đấy. Hoặc là giai đoạn 2 là nó tiêu thụ đấy ha. Thì đây là trừ của E mũ trừ KBT nhân cho A0. Như vậy cái đây là cái dấu trừ này cũng là dễ nhớ thôi. À, đây chính là có dấu trừ đây. À, KAA thì ta nhớ E mũ trừ KAT đây nhân A0. KBI thì ta có trừ E KBT. À, nó cũng dễ nhớ. À, chỉ cần nhớ thêm cái đoạn KA trên KB trừ KA nữa kìa. KA trên KB trừ KA thì đây là A trừ B. Ok. Nhớ KA. Rồi. Bây giờ muốn suy ra nồng độ của B tại thời gian T thì làm thế nào? Các bạn lưu ý là tại tất cả mọi thời gian thì nồng độ của A cộng nồng độ của Y cộng nồng độ của B chính nồng độ A0. À, cho nên ta lấy là suy ra B thì bằng A0 này trừ A trừ Y. A có rồi, Y có rồi, ta được tức này. Ok. Như vậy là về động học phân lưu tiếp thì chúng ta đã suy ra được nồng độ của các chất ở trong hệ tại thời điểm T bất kỳ khi AB và nồng độ ban đầu A0. Ok. À, đây là cái hình mô tả sự biến thiên nồng độ theo thời gian của các cái chất trong phản nối tiếp A. A bằng A0 nhân E mũ trừ KT, cho nên là các bạn thấy là đây chính là hàm mũ ha, hàm giảm T theo thời gian thì nồng độ của A nó giảm xuống đây. Cái đường màu tím đây. Ok. Đường màu tím này để hiểu thôi. À, trong cái đó Y. Y là chất trung gian. Ok. Thì ban đầu nó tạo ra, các bạn thấy nó tăng lên đây ha, tạo ra. Ok. Như vậy lúc đầu thì tốc y nó còn nhiều cho nên cái tốc độ tạo ra lớn hơn. À, tốc độ tạo thành ít đi. Ít cho nên là lúc đầu chúng ta vẫn là tăng đây. Ok. À, nó phụ thuộc vào cái hiệu này. Ok. À, tuy nhiên theo thời gian thì nồng độ y nó ngày càng giảm. À, cái theo thời gian đó thì lúc này là cái nồng độ y nó ngày càng giảm xuống kìa, chứ không phải nó tăng lên. À, tài liệu như vậy. Đồng nghĩa nó đi qua một cái cực đại ha. Cực đại. Thì tại cực đại này nó gồm có hai cái nội dung. Thứ nhất là nồng độ cực đại của y. Đấy, và cái thứ hai nữa là thời gian mà để y đạt cực đại, thì đó chính là cái nội dung của bài tiếp theo. Đấy, nội dung của cái slide tiếp theo. Người ta nói rằng giả sử trong cái quá trình trong công nghiệp. Đấy, người ta muốn điều chế từ chất A, người ta muốn điều chế ra chất Y. Tuy nhiên chất Y thì nó bị tiếp tục bị phân hủy tạo thành sản phẩm không giá trị là B. Ok. Mỗi cái giai đoạn đều là phần bậc 1, phần như vậy bậc 1. Thì tại cái thời gian nào Y đạt cái nồng độ lớn nhất? Ok. Thì các bạn biết như bên kia rồi. Thì ta có nồng độ của Y đây. Okay. Thì để Y đạt lớn nhất theo T thì ta phải đạo hàm của Y theo T thôi. À, đạo hàm của Y theo T. Thì ở đây là những cái đạo hàm cũng cơ bản thôi. Em U đạo hàm thì bằng U phải như U, các bạn biết rồi. Thì vì D trên DT ta biểu thức này. Đấy, muốn xác định thời gian cực đại ta cho cái này bằng 0 ha. Cái này bằng 0. À, okay. Bằng 0. Thì lúc này có nghĩa là cái hiệu này bằng 0 ha. Cái hiệu này bằng 0. Chứ còn cái mẫu thì không bằng 0 rồi các bạn. À, cái hiệu này bằng 0. Tức là KA nhân E mũ trừ KAT max sẽ bằng KB nhân E mũ trừ KB T max. Từ đó ta dễ dàng rút ra được T max theo một số cái biến đổi thêm mà. T max sẽ là bằng 1 trên KA trừ KB log KA trên KB, và cũng khá dễ nhớ ha. Liên quan đến KA KB. Okay. Thì ta có thể hình dung là KA trừ KB thì log KA trên KB. À, nhớ như vậy. Okay. Như vậy là các em nhìn vào lại sơ đồ này, các bạn thấy ha, thời gian để Y đạt cực đại chính là 1 trên KA trừ KB logic NB KA trên KB. Okay. Giờ có một cái bài ví dụ để yêu cầu chúng ta tính nồng độ cực đại của Y. Đấy. Ở đây nồng độ cực đại của Y thì nồng độ của Y đây các bạn biết rồi, tại mọi thời điểm T, khi T đạt cực đại thì các bạn dễ dàng thay vào đây ha, T max
là ta có biểu thức này, ta thay vào đây thì các bạn sẽ dễ dàng lập được cái xác định được nồng độ y cực đại. Đáp số thì bạn có thể xem ở này. Ok, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái bài học ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đã nhớ được phản ứng tiếp là gì, chúng ta thiết lập cái nồng độ của các chất, các cái tiểu phân có mặt trong phản ứng tiếp, nồng độ của A như thế nào, nồng độ của Y như thế nào, nồng độ của B ra sao, đặc biệt là nhớ nồng độ của Y thôi. Đấy, nhớ nồng độ của Y đây, Ka trên Kb trừ Ka, E mũ. Đây nhớ cách nhớ là nãy mình đã nói rồi, là nhớ cái thời gian mà để cho chất Y đạt cái nồng độ tối đa. Ok, see you, bye.